Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày mùng 5 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội nghị giao thương kết nối cung cầu hàng hóa giữa thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố. Ân thi thu hoạch bí ngô vụ đông sớm. Anh Thành ở thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm ủng hộ gần 2 tỷ đồng chi phí khám răng cho học sinh. Bất cập nhiều điểm tập kết rác ở huyện Khoái Châu. Đoàn viên thanh niên Tổng công ty May Hưng Yên, đơn vị điển hình với phong trào sáng tạo trẻ. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 11 tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và 49 tỉnh thành phố trong nước. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Với mục tiêu cụ thể hóa, tăng cường mối liên kết khai thác tiêu thụ hàng hóa hai chiều giữa thành phố Hà Nội với các tỉnh, thành phố, qua đó góp phần tạo động lực cho doanh nghiệp để mạnh đầu tư sản xuất kinh doanh. Trước khi hội nghị diễn ra, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã trao đổi thông tin, nắm bắt nhu cầu kết nối tiêu thụ hàng hóa của các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất tới các nhà phân phối, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, chuỗi phân phối gắn kết chặt chẽ, không qua trung gian. Tỉnh ta tham gia trưng bày với các sản phẩm nhãn lồng, cam, rau củ quả, hạt sen long nhãn, có 50 nhà phân phối đã ký kết gần 400 biên bản ghi nhớ với 150 doanh nghiệp, nhà sản xuất, hợp tác xã với các tỉnh về tham gia. Sáng nay, huyện Yên Mỹ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao năm 2017. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh. Những năm qua, phong trào thể dục thể thao của huyện Yên Mỹ không ngừng phát triển về quy mô và chất lượng. Các cấp chính quyền huyện đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, sân chơi, bãi tập, trang thiết bị dụng cụ thể dục thể thao, gắn công trình thể thao với các thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của nhân dân. Hoạt động thể dục thể thao diễn ra sôi nổi ở khắp các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp. Nhiều câu lạc bộ, nhóm, hội thể thao được thành lập, số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 27%. Đại hội thể dục thể thao huyện Yên Mỹ năm nay thu hút sự tham gia tranh tài của hơn 400 vận động viên tới từ các xã, thị trấn trên địa bàn. Các vận động viên thi đấu ở 8 môn cờ vua, cờ tướng, bóng bàn, cầu lông, bóng đá thiếu niên, nhi đồng, kéo co, bóng chuyền hơi và bóng chuyền da. Đại hội cũng là dịp để mạnh phong trào toàn dân tích cực tập luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, tăng cường sức khỏe để lao động và công tác tốt. Đại hội sẽ lựa chọn những vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh tổ chức vào đầu năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, trên diễn đàn Quốc hội tuần qua, đại biểu Dương Trung Quốc đoàn Đồng Nai có phát biểu gây sự chú ý, cần nhìn nhận vụ Đồng Tâm là một cuộc khủng hoảng về lòng tin, chứ không thuần túy là một vụ án hình sự. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn phát biểu này của đại biểu Dương Trung Quốc. Kính thưa Quốc hội, theo dõi các phát biểu của các vị đại biểu Quốc hội trong hơn 2 ngày hôm nay, chúng tôi thấy tập trung rất nhiều vào những chỉ tiêu của kinh tế. 13 chỉ tiêu thành đạt của chính phủ, đó là điều rất đáng khích lệ, đáng ghi nhận. Nhưng giá như chúng ta có thêm một cái chỉ tiêu mà định lượng được là chỉ tiêu về lòng tin, thì chắc chắn nó sẽ làm cho cái sự phát triển kinh tế nó bền vững. Trên cơ sở đó, tôi muốn trở lại một sự kiện cách đây đúng một kỳ họp. Đó là vụ việc xảy ra ở Đồng Tâm. Cần nhìn nhận nó như là một cuộc khủng hoảng về lòng tin, chứ không nên nhìn thuần túy là một vụ án hình sự. Tất cả những gì diễn ra ở đó có một yếu tố mà tôi thấy Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan có trách nhiệm phải quan tâm. Đó là việc những đề đạt ý kiến, những khiếu nại của người dân không được quan tâm, xem xét kịp thời, để nó tích tụ lại trở thành cái hiện tượng là tức nước vỡ bờ. Tôi nói điều này là bởi vì cho đến thời điểm này, khi thành phố Hà Nội cũng như chính phủ đã chỉ đạo rất sát sao trong việc giải quyết vụ việc Đồng Tâm. Nhưng đã 2 tháng rưỡi nay, người dân Đồng Tâm có kiến nghị
liên quan đến kết luận của Thanh tra Hà Nội mà vẫn chưa được một cơ quan nào trả lời. Kỳ họp trước chúng ta đã bàn về cái an toàn thực phẩm. Chúng ta nói đến tất cả những cái tác hại của nó, từ mặt kinh tế, uy tín cho đến kể cả cái nòi giống. Nhưng chúng tôi thấy cái thiệt hại nó còn lớn hơn rất nhiều. Những người chép sử khi viết vào thời thịnh trị, họ chỉ cần viết mấy câu ngắn ngủi thôi. Thuở đó, cửa không cần then, cổng không cần khóa, thế là đủ. Vậy cái hiện tượng mà nuôi lợn hai chuồng, trồng rau hai luống, sẵn sàng mang cái độc hại cho đồng bào của mình, cho người tiêu dùng của mình, nó trở thành phổ biến. Điều đó cực kỳ nguy hại. 30 năm trước chúng tôi cùng các bạn đồng nghiệp Nhật Bản nghiên cứu về cuộc nạn đói năm 45. Kết luận cuối cùng là một nạn đói rất khủng khiếp. Nhưng chính các bạn Nhật Bản nói rằng đặc biệt là ở đây một nạn đói lớn như thế mà không thể xảy ra những cái hiện tượng mà ở những nơi khác có. Người ta không ăn thịt lẫn nhau, người nghèo không tranh đoạt lẫn nhau, mà rất nhiều cái giá trị đạo lý truyền thống của dân tộc nó phát huy. Tình làng nghĩa xóm, dòng họ, xã hội cưu mang nhau. Rõ ràng chúng ta phải thấy cái suy thoái đạo đức là nguy hiểm như thế nào. Kinh tế chúng ta có thể vực dậy được, đôi khi chỉ nửa nhiệm kỳ, nhưng mà cái suy thoái đạo đức không dễ vực dậy. Tôi rất mong chúng ta quan tâm nhiều hơn đến việc này để chúng ta nhìn nhận nó mà phát triển cách bền vững. Mấy hôm nay chúng ta thấy câu chuyện của Khai Sinh, rồi câu chuyện mà châu Âu đưa thẻ vàng đối với ngành cá của chúng ta. Những cái dấu hiệu ấy là hết sức là nguy hại, mà chúng tôi nghĩ rằng Quốc hội nên quan tâm. Cuối cùng chúng tôi muốn nói đến cuộc thảo luận về chúng ta liên quan đến cải cách hành chính. Dường như chưa ai nói đến cái việc mua quan bán chức có hay không phải giải đáp cho dân. Và kể cả cái thông tin liên quan đến cái bản án của một cựu đại biểu Quốc hội, rằng Quốc hội có chạy không? Tôi nghĩ Quốc hội ta cũng phải làm rõ cho dân để tăng cường cái lòng tin đối với bộ máy của nhà nước chúng ta. Xin cảm ơn Quốc hội. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều hộ dân tại huyện Ân Thi đang tập trung thu hoạch bí ngô. Do ảnh hưởng của mưa bão nên sản lượng bí giảm hơn một nửa so với năm trước. Tổng diện tích bí ngô của toàn huyện đạt trên 500 ha, tập trung chủ yếu ở các xã Cẩm Ninh, Hồ Tùng Mậu, Hồng Vân và Hạ Lễ. Sau đợt mưa lớn kéo dài, hơn 50% diện tích trồng bí tại các địa phương bị chết. Theo bà con ước tính, mỗi sào đạt hơn 3 tạ quả. Hiện thương lái thu mua với giá từ 7 đến 8.000 đồng một kg, cao gấp 2 lần so với vụ bí đông năm trước. Trừ chi phí, trung bình mỗi sào bà con thu lãi từ 1,5 đến 2 triệu đồng. Đến nay trên địa bàn xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên vẫn còn nhiều hộ vi phạm lấn chiếm xây dựng công trình trên sông Cửa Gàn chưa bị xử lý theo quy hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hầu hết các hộ dân sinh sống dọc khu vực trên đều lấn chiếm hệ thống thủy lợi để cơi nới xây dựng trái phép công trình và làm ống thải trực tiếp nước thải sinh hoạt, rác thải ra sông, gây nên tình trạng thu hẹp dòng chảy, làm ô nhiễm nguồn nước. Mặc dù kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh có hiệu lực từ ngày 31 tháng 3 năm 2017, song đến thời điểm hiện tại, vi phạm trên vẫn chưa được xử lý. Để ngăn chặn hiện tượng nhà nọ đua nhà kia lấn chiếm hệ thống thủy lợi, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố Hưng Yên cần vào cuộc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tại thôn Dương Xá, xã Dương Quang, huyện Mỹ Hào, có một số hộ dân tiến hành đổ cát san nền và xây dựng nhà dưới hành lang lưới điện 110 kV, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vị trí người dân đang tiến hành đổ cát san nền và xây dựng nhà nằm ngay dưới đường điện 110 kV. Tại đây đang có gia đình xây dựng nhà ở, công trình đã hoàn thành phần thô tầng 1 và có gia đình đang tiến hành san lấp mặt bằng. Đây là diện tích đất được huyện xử lý do cán bộ xã khóa trước bán trái thẩm quyền. Đến nay, phần diện tích này đã được giải quyết cấp cho các hộ dân làm nhà ở. Mặt khác, việc triển khai dự án đường điện chưa được bàn giao, thu hồi đất khiến chủ đầu tư đường điện và huyện Mỹ Hào chưa thống nhất diện tích đất mà đường điện đi qua cũng như đất cấp làm nhà ở. Thời gian qua, huyện Khoái Châu đã quan tâm quy hoạch và đầu tư hàng chục điểm tập kết rác thải cho các xã nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, nhiều điểm thu gom rác
do sự thiếu ý thức của người dân và cả tổ thu gom rác ở các thôn, xã, gây ra tình trạng rác đổ bừa bãi ở ngoài bãi tập kết gây ô nhiễm môi trường. Điển hình là tại xã Dạ Trạch, mặc dù đã được xây dựng điểm tập kết rác để trung chuyển, nhưng việc thu gom rác về đây lại đổ cả ra phía sau nhà tập kết, khiến khu vực này bị ô nhiễm nặng. Mặt khác, một vài điểm tập kết được quy hoạch ở vị trí không phù hợp, gần khu dân cư như ở xã Hồng Tiến. Hưởng ứng chương trình Nha học đường do Hội khuyến học huyện Văn Lâm phát động, anh Dương Văn Thành, cơ sở Nha khoa Diệp Thành, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm đã ủng hộ gần 2 tỷ đồng chi phí để khám chữa răng cho học sinh trên địa bàn huyện Văn Lâm. Thứ hai đầu tuần, tại trường trung học cơ sở chất lượng cao Dương Phúc Tư khác với thường lệ, các em học sinh được tư vấn tuyên truyền về cách chăm sóc và bảo vệ răng miệng đúng cách. Đây chỉ là một trong số những hoạt động mà anh Thành đã phối hợp với Hội khuyến học huyện Văn Lâm trong thời gian qua. Từ tháng 8 năm 2015, tháng nào anh Thành cũng tham gia chương trình Nha học đường tại các trường học trên địa bàn huyện Văn Lâm. Mình thấy một cái vấn đề là ngày nay tỷ lệ sâu răng của Việt Nam nó rất là cao, theo báo cáo của Viện Răng và Mặt Trung ương, cũng như là một số nước như Australia và Thái Lan báo cáo tỷ lệ 80% tỷ lệ trẻ em từ cấp 1, cấp 2 vẫn có vấn đề về răng miệng. Bởi vậy mà mình mong muốn là phải làm thế nào để thay đổi cái điều này, bởi vì cái chi phí khám chữa răng miệng ngày nay rất lớn và bố mẹ phải chi trả cái đời rất là lớn. Mình mong muốn làm một điều gì đó cho tất cả những bạn học sinh và giúp các bạn đó không những là về có hàm răng đẹp, ngoài ra còn động viên khuyến khích các bạn để giúp một phần nhỏ để cho cái thành tích học tập tốt lên. Anh Thành còn cử các bác sĩ đang làm việc tại cơ sở nha khoa của mình tham gia khám răng miễn phí cho gần 9.000 học sinh của 13 trường học với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng. Thông qua đó, lập báo cáo phân loại tình trạng sâu răng, thông báo cho hội khuyến học, nhà trường và gia đình học sinh. Tại mỗi trường học, anh Thành đều tặng 30 phiếu khám răng, mỗi phiếu trị giá 1 triệu đồng cho những em bị một số bệnh về răng miệng hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2017, Nha khoa Diệp Thành đã ký tặng gói khám chữa nha khoa miễn phí trị giá 1 tỷ đồng cho thầy và trò trường Trung học phổ thông Văn Lâm trong 10 năm. Ngoài ra, anh còn kêu gọi một số đơn vị tài trợ tặng quà cho học sinh như mũ bảo hiểm, sách vở, kem đánh răng, bàn chải đánh răng. Qua cái thời gian làm việc thì chúng tôi thấy rằng anh là một người rất tâm huyết với cái chương trình nha khoa học được. Mặc dù anh Thành là chủ của cơ sở khám, nhưng bao giờ trực tiếp anh cũng đến trực tiếp để khám cho các cháu. Thế mỗi một lần khám như này thì là anh dành toàn bộ số bác sĩ ở các cơ sở về các trường để mà làm. Thấp nhất là 8 người và cao nhất tới 14 người trong một trường này. Không chỉ mang đến cơ hội khám chữa răng miễn phí, việc làm nhân văn của anh Thành còn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề chăm sóc răng miệng cho những mầm non tương lai của đất nước. Với chủ điểm thiếu nhi thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, Liên đội Trường Tiểu học Việt Hòa huyện Khoai Châu đã cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống đạo đức và hình thành nhân cách tốt cho đội viên, là điểm sáng trong công tác đội và phong trào thiếu nhi toàn tỉnh. Trường Tiểu học Việt Hòa hiện có 518 đội viên sinh hoạt trong 16 lớp. Liên đội đã đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng đôi bạn cùng tiến giúp bạn vượt khó học tốt, lồng ghép chặt chẽ vào phương pháp dạy học tích cực. Từ đầu năm học đến nay, đã có 80 đôi bạn cùng tiến hoạt động hiệu quả. Trong các giờ ra chơi, việc tập hợp văn nghệ giữa giờ kèm theo các bài tập khiêu vũ là một trong những điểm mới của Liên đội trường. Đặc biệt, hàng quý, Liên đội trường là một trong những đơn vị thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng quỹ vì bạn nghèo, nâng cao tinh thần tương thân tương ái của đội viên. Xây dựng công trình, măng non, hướng dẫn các đội viên chăm sóc và trồng cây xanh để giáo dục mọi người ý thức bảo vệ môi trường. Với kết quả đã đạt được trong những năm học vừa qua, Liên đội Trường Tiểu học Việt Hòa luôn giữ vững danh hiệu Liên đội xuất sắc cấp huyện, cấp tỉnh. Tham gia công tác đoàn đội từ khi học lớp 4, Trần Văn Diến, Bí thư Chi đoàn 2 xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, không chỉ gương mẫu trong công tác đoàn mà còn luôn đổi mới nội dung, đưa phong trào đến với thanh niên, gắn bó cùng thanh niên. Với sự phát triển của các khu cụm công nghiệp tại địa phương trong tỉnh đã thu hút đa số thanh niên của xã tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông vào lao động.
Cùng với đó, nhiều bạn trẻ tốt nghiệp trung học phổ thông, học khá hơn, theo học tại các trường đại học cao đẳng đã tạo ra nhiều khó khăn trong việc kết nối thanh niên, tổ chức các hoạt động tập thể của đoàn xã. Xuất phát từ thực tế đó, Trần Văn Diến đã cùng với các thành viên trong ban chấp hành đoàn xã thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, thể thao, các buổi sinh hoạt như ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh nhằm thu hút đoàn viên tham gia. Không chỉ là một bí thư chi đoàn tận tâm, anh cũng là một trong những thành viên tích cực trong ban công an xã Quảng Châu, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Những năm qua, phong trào sáng tạo trẻ do Đoàn Thanh niên Tổng công ty Mai Hương Yên trên địa bàn thành phố Hương Yên triển khai đã nhận được sự tham gia tích cực của đoàn viên thanh niên với nhiều hình thức phong phú, nội dung thiết thực đi sâu vào việc nâng cao trình độ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Xuất phát từ việc thành lập câu lạc bộ khoa học kỹ thuật gồm các đoàn viên thanh niên làm trong bộ phận kỹ thuật, thợ sửa máy, đến nay phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã nhận được sự tham gia tích cực của 520 đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt tại 5 chi đoàn trực thuộc. Điển hình có thanh niên Trần Đăng Quyết, nhân viên kỹ thuật xí nghiệp May 1, năm 2008 anh Quyết và làm tại tổng công ty. Từ đó đến nay trung bình mỗi năm anh Quyết có từ 10 đến 15 sáng kiến được chế tạo và đưa vào áp dụng có hiệu quả trong sản xuất, được tổng giám đốc tổng công ty khen thưởng. Trong đó có một số sáng kiến tiêu biểu như dùng máy chương trình đính móc cài nẹp thay cho khâu tay thủ công, giảm được 13 người khâu tay. Dưỡng làm khung định vị dán hoàn chỉnh túi và nắp trên chất liệu vải dạ dày. Dùng máy chương trình chạy 9 đường tiễu với khoảng cách đều 0,3 ly. Với cá nhân tôi là một kỹ thuật tiền phương ở dưới xưởng thì cũng luôn trao đổi, duy trì và giao lưu với cả các bạn, các đồng nghiệp làm cùng. Làm sao mà tất cả các mã hàng khi chuyển đổi thì chúng tôi luôn tạo ra khuôn dưỡng, thứ ga để làm sao mà cho nó sản phẩm đưa ra là một cách nhanh nhất để cho công nhân người ta có những giảm nó hết mọi thao tác thừa. Là một nhân viên kỹ thuật, anh Dương Hữu Bổng luôn học hỏi, nghiên cứu và cải tiến công nghệ. Đến nay anh Bổng đã chế tạo và đưa vào áp dụng 13 chiếc giá dưỡng có hiệu quả cao như dưỡng định vị và dán túi ba cạnh lên thân áo, mẫu là bẻ ly, cổ tròn. Một lần là được 20 ly cổ, dưỡng và lập trình may cơi túi sau của quần, dưỡng định vị cơi túi sườn. Từ đầu năm 2017 thì chúng tôi đã đưa ra từ 10 đến 15 sáng kiến để áp dụng vào sản xuất và làm lợi cho công ty từ 40 đến 45 triệu đồng. Về phía đoàn thanh niên tổng công ty thì tôi cũng đã phát động phong trào thi đua và giao nhiệm vụ cho các chi đoàn. Mỗi chi đoàn sẽ là chỉ tiêu bao nhiêu sáng kiến trong một tháng. Và hết đợt phát động thì sẽ có sơ kết đánh giá. Tính tới thời điểm hiện nay thì toàn công ty đã có 211 sáng kiến cải tiến được chế tạo và đưa vào áp dụng có hiệu quả trong sản xuất. Và cái giá trị làm lợi thì ước tính khoảng 1,2 tỷ đồng. Với mỗi mã hàng, từ những đoàn viên thanh niên chuyên làm kỹ thuật đến bộ phận trực tiếp sản xuất đều cố gắng nghĩ ra những cách làm mới, sáng tạo, từ đó góp phần không nhỏ vào thành công chung trong hoạt động sản xuất của tổng công ty, cũng như củng cố tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hương Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hiệu quả chăn nuôi cá diêu hồng. Chị Nguyễn Thị Lan ở xã Toàn Thắng, huyện Kim Động nhặt được 40 triệu đồng tìm trả người bị mất. Cần cắm biển hạn chế tốc độ trên nhiều đoạn đông dân cư tại quốc lộ 39. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.